Sau thời hạn 3 năm, anh em không được về, đã làm nhiều người thức tỉnh và họ chịu hiểu hơn về Cộng sản. Cán bộ trại chánh thức giải thích 3 năm chỉ là một mốc thời gian. Như vậy, người tù cải tạo có thể ở 3 năm, 6 năm, 9 năm, 12 năm hay 15 năm. Thuật ngữ tập trung cải tạo đã đánh lừa được nhiều người. Rất nhiều người, kể cả người Việt Nam, cũng lầm tưởng là tập trung cải tạo không phải là tù, hoặc nhẹ hơn tù có án. Khởi đầu mức độ tội phạm của họ là nhẹ, nhưng khi thụ hình, cũng cùng một quy chế như người có án, từ việc mặc quần áo có đóng dấu, mức lao động, chế độ ăn uống hoàn toàn như nhau. Sự khác biệt chỉ ở vấn đề quản lý hồ sơ. Một người tù có án do tòa phán quyết khi thụ hình, công an quản lý họ. Trách nhiệm công an phải theo dõi và ghi hồ sơ cải tạo. Nhưng thực tế, công an quản lý không bị gắn chặt vào trách nhiệm với người tù. Nên nếu người tù không phạm một tội nặng khác, họ sẽ được thả ra khi hết án. Ngoài ra, luật pháp của Cộng sản cũng có cơ hội đặc xá giảm án hàng năm cho tù có án. Ngược lại, đối với tù cải tạo tập trung, khởi đầu mức độ tội phạm nhẹ, tòa án không thụ lý, giao quyền cho công an xử trên quan điểm bảo vệ an ninh xã hội. Công an có quyền xử tập trung mọi người trong thời hạn 3 năm, có tái hạn. Sự tàn nhẫn nhất là quyền tái hạn tập trung trong 3 năm và không có giới hạn. Tức là cứ hết 3 năm, gia hạn thêm 3 năm khác nếu họ kết luận người tù chưa cải tạo tốt. Từ cơ quan công an xử lý tội, tức các ty sở công an, giao qua công an quản lý, tức cục quản lý trại giam, mà đại diện là bộ chỉ huy các trại tù. Công an ở trại cải tạo có trách nhiệm quản lý và theo dõi thái độ cải tạo của người tù tập trung cải tạo, và họ có quyền đề nghị gia hạn hay xét tha sau suốt các mốc cải tạo 3 năm. Nguyên tắc thì không khác với sự quản lý tù có án, nhưng đối với cơ quan công an, tội trạng của tù có án đã được tòa án quyết định rồi, trách nhiệm của họ với người tù có án không quan trọng. Trái lại, trách nhiệm của công an quản lý với người tù tập trung rất nặng nề. Trong một hệ thống chính quyền đầy tính thư lại, nặng nề và tàn nhẫn, cơ quan công an quản lý phải tự bảo vệ họ trước, nên họ không dám đề nghị xét tha rộng rãi cho tù cải tạo. Họ phê xấu để gia hạn tập trung là một việc thông thường, nhẹ nhàng nhưng rất tàn nhẫn. Ngoài ra, cũng từ tính tư lại tắc trách của hệ thống chính quyền quản lý đó, những đề nghị xấu, tức đề nghị gia hạn tập trung, lại được chấp thuận dễ dàng ở Bộ Nội vụ. Mà đề nghị xét tha thì rất khó được chấp nhận, vì qua mỗi cấp độ quyền hành họ cắt mất. Sợ trách nhiệm là đặc tính của chính quyền Cộng sản, làm họ giải quyết chậm chạp mọi việc. Do đó, trên thực tế, vận mạng của người tù cải tạo tập trung được quyết định tăng án ở cấp thấp nhất và được quyết định thả ra ở cấp cao nhất. Một lỗi nhỏ trong thời gian thụ hình, như ăn cắp một củ khoai, bị phạt 7 ngày giam xà lim, sẽ không ảnh hưởng đến việc tha ra trại khi mãn án đối với người tù có án. Nhưng cũng với lỗi lầm nhỏ đó, là một yếu tố chắc chắn để gia hạn tập trung 3 năm khác. Một phường trưởng, một công an khu vực có thể đề nghị tập trung cải tạo một người dân, nhưng khi thả ra, cấp quyết định thấp nhất phải là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chiếu đề nghị của Cục trưởng Quản lý trại giam. Về phía tập trung cải tạo hình sự, có nhiều trường hợp điển hình cụ thể. Thời gian 1975-76, khi người dân miền Nam chưa hiểu ý nghĩa của sự học tập cải tạo, có nhiều gia đình có con ngỗ nghịch hay bỏ học, khuyên răn không được, đưa lên phường nhờ giáo dục, phường đề nghị đưa đi tập trung cải tạo. Sau thời gian gia đình thấy đủ để phạt con em mình, làm đơn xin cho con được tha. Phường không có thẩm quyền tha, nên đưa lên quận, cũng không có quyền tha, sở cũng không có quyền. Vì quyết định tha phải từ bộ, sở chỉ làm đề nghị và chuyển đơn của gia đình lên bộ, bộ chưa cứu xét, thì đứa con đã chết trong trại cải tạo vì sốt rét.
Đó là phân tách trên ý kiến là cán bộ ở mọi cấp của Cộng sản có thiện chí giúp đỡ người dân, mà họ cũng đành bất lực trước nguyên tắc của tổ chức. Trong khi thực tế, người cán bộ Cộng sản không dễ thương như vậy. Tuyệt đại đa số là những người rất ác, vì đảng dạy cho họ hận thù mà không dạy cho họ tình thương. Con người bản chất có tính ác và tính thiện, nhưng tính ác dễ phát triển hơn tính thiện. Điều kiện xã hội tốt, tính thiện phát triển, cô lập tính ác. Điều kiện xã hội xấu, tính ác phát triển, tiêu diệt tính thiện. Xã hội cộng sản, con người chỉ phát triển tính ác. Tóm lại, chế độ cộng sản được xây dựng trên một lý thuyết sai lầm, dùng hận thù làm động lực kết hợp và phát triển, khai thác tính ác, tính xấu và tính đố kỵ bừng tiện của con người. Tổ chức nặng nề và thư lại nên chế độ cộng sản là một chế độ cực kỳ xấu xa. Con người cộng sản hầu hết là những người độc ác và đê tiện. Dân chúng sống trong chế độ cộng sản cực kỳ nghèo đói, khổ sở. Năm 1978, Việt Cộng lại đổ tiền, mở chiến dịch đánh tư sản. Sau lần đánh tư sản thứ hai, người dân lại nghèo hơn nữa, phải ăn bo bo thay gạo. Bo bo là nông sản dùng cho ngựa ăn, hạt tròn tròn, bằng đầu múc đũa, có vỏ dày, dẻo như cao su. Ăn vào không tiêu, hôm sau bài tiết ra nguyên hột. Hột bo bo Việt Cộng gọi là cao lương. Một trong những tài của Cộng sản là sự giải thích và sử dụng từ ngữ. Việc tệ hại đều có những giải thích nghe hợp lý. Có những nhà trí thức được trả lương để làm công việc giải thích. Trong xã hội Cộng sản, có nhiều từ ngữ được sáng tạo để phục vụ chủ trương đường lối giải thích tô hồng chế độ, suy tôn lãnh tụ, mà không cần biết thực chất. Tại tổ chức học tập nói về thắng lợi to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua thăm viếng Ấn Độ, bà Thủ tướng Indira Gandhi đã trải thảm đỏ từ phi trường về đến nhà quốc khách. Bà quả phụ Nehru nhận ông Phạm Văn Đồng làm em nuôi. Trong chuyến công du được gọi là thắng lợi vĩ đại đó, có hai văn kiện được ký kết. Thứ nhất, sự trao đổi hàng hóa Việt Nam đổi gạo lấy bò bò của Ấn. Một tấn gạo đổi lấy 4 tấn bò bò. Và văn kiện thứ hai là Ấn Độ viện trợ cho Việt Nam 4 con trâu mua ra để lấy sữa và gây giống. Nhà nước làm lễ thật lớn để nhận 4 con trâu và đem về nuôi ở trại nông nghiệp Tam Đảo. Chuyện về kinh tế của một nước mà như là chuyện diễu. Thắng lợi thật vĩ đại với 4 con trâu sữa trong lúc toàn dân đang đói, nền kinh tế đang xuống dốc. Cán bộ giáo dục cũng giải thích sự khôn ngoan ưu việt của các lãnh đạo đảng qua việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký với Thủ tướng Ấn Độ hiệp ước giao thương đổi 1 tấn gạo lấy 4 tấn bò bò của Ấn Độ. Cuối buổi thuyết trình tài liệu học tập, cán bộ giáo dục còn khoe khoang uy tín của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hắn nói, bây giờ nước ta là một cường quốc chánh trị, ta sẽ làm cố vấn cho mọi phong trào chống đế quốc trên thế giới. Những nhà lãnh đạo của đảng ta đi tới đâu cũng được đón tiếp long trọng trong hội nghị các nước phi liên kết ở Colombo. Các nhà lãnh đạo trên thế giới không ai dám phát biểu, phải đợi Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu trước, rồi họ mới phát biểu tiếp theo sau. Hắn nói rất thành thật. Tội nghiệp cán bộ cộng sản. Khi họ nói, họ tin lời nói của họ là thật nên nói không ngượng miệng. Trình độ hiểu biết cán bộ quá thấp. Họ nói theo bài học do đảng viết ra. Họ tin vào tài liệu dối trá của đảng. Chính sách ngu dân của đảng Cộng sản có kết quả khi trình độ dân trí còn thấp. Giờ đây, trước nhóm người nghe là tù, nhưng có trình độ hiểu biết khá, nên cảnh học tập thật buồn cười. Người nghe bị buộc phải ngồi nghe, nên miễn cưỡng. Còn người nói dốc, lại tin là mình nói thật, nên giảng viên không biết mình trở thành tên hề diễu dở. Chế độ cộng sản có thể phát triển trong xã hội nghèo đói, bất công, trình độ dân trí thấp kém. Khi dân trí đã cao, đời sống kinh tế sung túc, không ai tin được những lý luận của cộng sản nữa.
Hoàn cảnh kinh tế càng ngày càng xuống dốc thê thảm, ảnh hưởng cả nước không riêng gì trong trại cải tạo. Gia đình bên ngoài dù thiếu ăn vẫn tìm mọi cách để thăm nuôi tiếp tế. Người trong tù cũng hiểu hoàn cảnh ở nhà, nhưng vẫn chờ đợi giỏ đồ thăm. Vì nếu không có thăm nuôi hàng tháng hay vài tháng một lần, không ai chịu được nổi. Đi làm lao động kiếm thêm một ngọn sao dại, củ sắn, khoai mì còn sót, bắt con dế cào cào, châu chấu, chuột, nhái, bất cứ được gì có thể ăn được. Nhưng người đông, phạm vi lao động đi lại trong đám ruộng nhỏ bé, đâu dễ gì tìm ra cọng sao hay sinh vật ăn được. Chỉ những anh em được làm rộng, làm tự giác, chăn nuôi, làm rừng mới có thể tìm thêm miếng ăn bằng cách đó thôi. Còn các đội đào ao, làm đường, đập đá thì cứ tiêu chuẩn nhà nước, chén cơm, chén khoai mì và muỗng nước muối mỗi ngày và chờ gia đình. Hình ảnh khu kinh tế mới Xuân Trường bên cạnh trại làm cho anh em tù càng lo nghĩ về gia đình nhiều hơn. Họ là những người dân nghèo ở Sài Gòn trong những ngày đầu sau 30 tháng 4 năm 1975. Họ được cấp phát gạo cứu đói. Sau đó, lãnh gạo cứu đói là một lý do vững chắc để phải đi vùng kinh tế mới. Họ cũng còn là gia đình của những sĩ quan viên chức đi cải tạo vì sợ nên sớm chấp hành chính sách giảm dân. Những người đi sớm nên còn được đến vùng Long Khánh này không có nước độc. Những người bị cưỡng bức về sau bị đưa lên các vùng Bình Long, Sông Bé, Tây Ninh, nước độc và sốt rét chết bao nhiêu người. Làm ngoài bãi lao động, gặp những trẻ em phụ nữ đi tìm rau dại, đi mót khô, khoai mì còn sót trong các ruộng của trại cải tạo. Khu kinh tế mới nghèo lắm. Nhà cửa được làm sơ sài, không che nổi nắng. Trời mưa thì dột như xối. Đó là công trình của thanh niên xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới cho dân. Chế độ cộng sản, người ta làm cái gì cũng giả dối, cái gì rồi người dân cũng phải chịu, không ai dám phê bình phản đối. Nếu đọc báo những bài phóng sự về công tác của thanh niên xung phong, người ta có cảm tưởng đó là hiệp sĩ của thời đại Hồ Chí Minh. Nhưng có ở vùng kinh tế mới, có biết một vùng kinh tế mới, thì sẽ thấy cái tinh thần tắc trách của đám hiệp sĩ đó. Tin về một vụ tự tử ngoài khu kinh tế mới làm trong trại xôn xao. Hai chị em gái đang tuổi thanh niên, cha là một sĩ quan đi cải tạo, mẹ ở nhà đi mất biệt theo tình mới, bỏ lại 5 đứa con, 2 gái lớn và 3 con trai. Cô chị 18, cô em 16, phải bỏ học ở nhà bán chợ trời nuôi em. Vừa buôn bán chợ trời, vừa bán đồ nhà, tưởng đắp đổi qua ngày chờ cha cải tạo hoặc mẹ hồi tâm trở về. Không may, nhan sắc của cô gái 18 tuổi lọt vào mắt xanh của tên bí thư phường Mỹ, tuổi đã gần 40. Thuyết phục giúp đỡ đi dụ dỗ không xong, đến đe dọa cô gái vẫn không chấp thuận. Tên bí thư phường đã trả thù bằng cách đưa cả gia đình đi kinh tế mới. 5 chị em mới ngày nào sống dưới sự che chở của cha mẹ êm đềm hạnh phúc. Thời thế đổ thay, xáo trộn đời sống, nhưng trời xanh cây nghiệt lại bắt các em chịu sự thay đổi nặng nề quá. Không tiền, không sức khỏe, không biết làm nông, nhận một căn nhà lụp xụp trên đồi tranh, các em không biết cách gì để sống ngoài đi làm lặt vặt như móc củi hái rau. Chịu đựng không nổi hoàn cảnh đó, hai chị em đã tự tử chết, để lại bức thư. Hai em cho biết mua thuốc độc về định giết cả 5 chị em. Cuối cùng nhìn các em còn thơ ngây, hai chị lại không nỡ nên nhờ bà con trong khu thương tình nuôi giúp 3 em, chờ ba mẹ về nhận. Bà con khu kinh tế mới đem xác hai em chôn trên một ngọn đồi nhìn vào trại cải tạo, như để hai em trông chờ một người cha trong đó.
Thảm kịch làm bàng hoàng mọi người tù. Ai ai cũng thương cảm các em và trách người mẹ. Người nào cũng liên tưởng đến bản thân mình, đến vợ con ở nhà. Qua 3 năm cải tạo bao nhiêu là cay đắng. Người vợ vẫn kiên trì nuôi con chờ chồng. Nhưng thời gian còn dài, hoàn cảnh kinh tế càng khó khăn, sức người có hạn, mỏi mòn trong ngóng và chịu đựng không biết đến bao giờ.